được trời Phật thương tình, tuổi Canh Tuất 1970, từ 54 đến 100 tuổi, vượt qua đại hạn đón thời giàu sang, nếu tránh được ba điều này. Canh Tuất cung ly số này, mạng phần khó dưỡng lúc còn tuổi thơ, thuận sinh thì đặng mùa thu, mùa hạ hỏa khắc như cua gãy càng, đông xuân cũng lỗi số sinh. Người thì vất vả gặp điều chẳng may, sớm ra có bệnh chẳng an, trong mình yếu đuối hoặc là tật chi, nhân duyên trắc trở buổi đầu. Không thì chồng vợ lòng dòng đôi ba, tiền vận cực khổ lao đao, trở về hậu vận mới an gia đình, tu nhân tích đức thì may, trời ban phước lộc tiền tài thiếu chi. Vâng, thưa cô bác anh chị, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 thân mến. Cổ nhân quan niệm rằng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đã thấy được vận mệnh mỗi người là khác nhau, tuy nhiên tính cách mỗi người cũng quyết định một phần số phận. Có người sinh ra đã sướng, sướng từ trong trứng sướng ra, những tưởng cả đời sống trong vinh hoa phú quý, nhưng chỉ vì tính cách phô trương, tham lam, ham mê tửu sắc, mà giàu trước khổ sau, thời trẻ vẻ vang, nhưng nửa đời còn lại càng già càng lụi bại, cô độc, nghèo khổ, nhục nhã. Theo luận giải mới nhất từ giới tiên tri tử vi, trong số 12 con giáp, có tuổi Canh Tuất, sinh ra trong bần hàn, tuổi trẻ nghèo khổ, vận đen liên tục đeo bám, nhiều lần rơi vào bế tắc, những tưởng buông xuôi trước số phận, khổ cực cả đời, nhục nhã một kiếp, nhưng vì tính cách chân thật, lương thiện và kiên nhẫn, nên từ năm 55 đến cuối đời là lúc tuổi Canh Tuất đón nhận thiên mệnh đổi hoán sao rời, chỉ cần cấm ba điều này, làm mọi khổ đau trong đời lập tức hoàn thành phúc lộc nốt phần đời còn lại, tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, an nhàn bên con cháu. Vậy, vận trình của người tuổi Canh Tuất 1970 theo luận giải mới nhất diễn biến ra sao? Từ năm 55 đến 100 tuổi, cần lưu ý điều gì? Mời quý vị chiêm nghiệm ngay sau đây. Thưa quý cô bác anh chị tuổi Canh Tuất thân mến, tính đến nay nhiều người cũng đã rơi vào độ tuổi 54 rồi nhỉ? Ở độ tuổi này ngấp nghé độ tuổi bước sang tuổi già, có những người thường đi du lịch đây đó, tận hưởng hết tháng ngày còn lại của cuộc đời. Tuy nhiên, cũng có những hoàn cảnh khác thì không được như vậy. Nhiều anh chị than phiền rằng, ở cái độ tuổi này, rồi còn thăng tiến trong sự nghiệp gì nữa. Có anh chị bảo rằng thăng tiến sự nghiệp làm gì, khi già rồi chỉ chờ chết thôi, nói vậy đâu ai muốn gần đến cái chết. Cô bác biết không, ở ngoài kia không phải ai cũng có tiền để an nhàn hưởng thụ. Có những người tuổi Canh Tuất già yếu rồi đến gần tuổi nghỉ hưu, nhưng vẫn cố gắng tần tảo làm việc, được đồng nào hay đồng ấy, để trang trải cuộc sống này. Anh chị tuổi Canh Tuất, anh chị đang có cuộc sống như thế nào rồi ạ? Mọi thứ vẫn thực sự ổn hay có bất ổn gì không? Anh chị có biết không, bước vào hậu vận cuộc đời là phong thái, khí chất khí độ của một người. Đây là một dạng biểu hiện bên ngoài của thế giới nội tâm, là sức mạnh vô hình toát ra từ tổ hợp các tố chất của người đó. Giai đoạn này của cuộc đời, người tuổi Canh Tuất nói năng từ tốn, giao tiếp lịch sự, xử thế hài hòa, tự nhiên, thái độ sống ôn hòa, không vội vàng, không lười biếng. Khi không nên ra tay thì ngây ngô như tượng, khi cần đụng tay thì lại khiến người khác phải trố mắt kinh ngạc. Giai đoạn này luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao mới, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Mệnh chủ giống như một cuốn sách hay khiến cho người rung động tâm can. Không cầu thả nông nổi bột chụt, bất kể đứng từ góc độ nào mà nhìn đều sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được lợi ích vô cùng. Người tuổi Canh Tuất nhìn bề ngoài thì thấy như hồ đồ, chỉ là họ không vì ham món lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thì như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ, đại khí là loại nhường nhịn, lấy đức mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ gì lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Những năm tháng hậu vận, người tuổi Canh Tuất thích cuộc sống đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm nhìn nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Canh Tuất chọn một cuộc đời thong dong, tâm tín tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lùi thì lùi, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Ở hậu vận, Canh Tuất luôn chọn cho cảnh giới khác với những người xung quanh, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người. Xét về khía cạnh sự nghiệp của tuổi Canh Tuất 1970, người tuổi này có suy nghĩ rất thực tế, họ làm gì cũng cân nhắc trước sau, làm việc cũng cẩn trọng và có thể tin cậy được, nghị lực cao, tỉ mỉ cần cù, có tinh thần phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn. Họ không có suy nghĩ chờ đợi may mắn đến với mình hay trông cậy vào người khác, mà chuyện gì cũng dựa vào chính bản thân mình. Người này quan niệm những gì mình làm ra mới thực sự chắc chắn, họ cứ chăm chỉ, vùi đầu vào làm việc, từng bước một tiến dần lên tới mục tiêu đã định.
Cảm giác an toàn và thu nhập ổn định là những điều kiện đầu tiên mà con giáp này cân nhắc khi lựa chọn công việc. Nếu theo nghiệp buôn bán bạn có thể thành công, chỉ cần quyết tâm là sẽ giành được thắng lợi. Người tuổi Canh Tuất có thể đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau từ giáo viên đến thương nhân, luật sư, bác sĩ, kỹ sư, đặc biệt người này rất hợp với những nghề đòi hỏi sự kiên nhẫn và nghị lực. Về tài lộc chọn đời Canh Tuất 1970. Tài lộc của người tuổi Canh Tuất không thể nói là từ trên trời rơi xuống, mà đều là những đồng tiền mồ hôi nước mắt, đó là công sức khổ cực của họ làm ra. Nếu theo nghiệp kinh doanh, khi kết giao bạn bè, nên chọn bạn mà chơi, đừng thân thiết với những người tâm cơ thực dụng, nên kiên nhẫn, bình tĩnh, không nóng vội, lấy thủ làm công, lấy lùi làm tiến. Vốn là người ngay thẳng, trọng chữ tín, nên đôi khi bạn quên mất việc phải đề phòng người khác, họ luôn đặt chọn niềm tin cho đối phương. Nên nhớ thương trường là chiến trường, trên thương trường không có tri âm tri kỷ, càng không có anh em bạn bè. Người tuổi Canh Tuất hiểu giá trị của đồng tiền, họ quý trọng công sức của bản thân nên không bao giờ tiêu xài hoang phí, họ hiếm khi nổi hứng mua sắm, tiêu tiền vào những thứ không đâu. Tiền của làm ra được họ dùng để tiết kiệm, xem việc nhịn ăn nhịn mặc để tiền bạc nhiều thêm làm niềm vui và cố gắng phát huy hết mức. Hãy tìm những đối tác làm ăn là những con giáp hợp với tuổi của bạn, đối với tuổi Canh Tuất đó chính là Dần và Ngọ, đây là những vị quý nhân đem lại may mắn, tiền tài cho bạn. Sức khỏe chọn đời tuổi Canh Tuất 1970. Người tuổi này ngũ hành thuộc thổ, thường dễ mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, bệnh dạ dày, nên chú ý thói quen sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, giữ cho tinh thần thoải mái. Phật độ mệnh của tuổi Canh Tuất là Phật A Di Đà, nếu mang theo người những vật tượng trưng của Phật, hoặc dốc lòng thờ cúng sẽ được Phật che chở, bảo vệ, phù hộ độ trì vượt qua những nạn bệnh tật, đau ốm. Về tình cảm gia đạo chọn đời Canh Tuất 1970. Nam giới tuổi Canh Tuất là những người khoan dung, thấu hiểu lòng người, họ là con người gia đình, có tình yêu bao la với con cái, cũng rất yêu thương bạn đời, tình cảm gia đình luôn nồng nàn thắm thiết. Nữ giới tuổi này luôn muốn giữ tình yêu trong sáng, thuần khiết, nhưng họ không giỏi bộc lộ tình cảm, tuy rất chân thành với tình yêu, nhưng đôi khi lại quen với cảm giác cô độc, không giỏi nói chuyện, bầu bạn tâm tình. Song đây là mẫu phụ nữ mà đàn ông muốn lấy về làm vợ, họ rất chung thủy, một lòng một dạ với chồng con. Nếu vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, nên dành thêm thời gian trò chuyện để hiểu và thông cảm nhau hơn, tạo thêm nhiều cơ hội để có những kỷ niệm đẹp bên gia đình, hóa giải hiểu lầm. Trong tử vi, Mão và Tuất tạo nên một góc lục hợp, do đó Mão được gọi là lục hợp quý nhân của Tuất. Tuổi Tuất nên tìm đối tượng kết hôn cầm tinh con mèo để xây dựng hôn nhân bền vững, tốt đẹp. Người tuổi Tuất còn hợp với người tuổi Dần và tuổi Ngọ, ba cung hoàng đạo này tạo thành một gốc tam hợp, là những con giáp thích hợp để kết hôn của người tuổi Tuất. Ngoài ra, đào hoa quý nhân của tuổi Tuất là tuổi Mão, kết bạn với người tuổi Mão, vận đào hoa của các chú chó sẽ nở rộ. Và bây giờ, sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Canh Tuất 55 tuổi, và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho Canh Tuất, có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Mệnh chủ tuổi Canh Tuất cầm tinh con chó, có ngày sinh dương lịch trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 2 năm 1970 đến ngày 26 tháng 1 năm 1971. Giải nghĩa chi tiết can chi của tuổi Nhâm Tuất là tự quan chi cầu, chó nhà chùa. Nam mạng Nhâm Tuất sinh năm 1970, mệnh kim, thoa xuyến kim, vàng trang sức. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa, theo thuyết ngũ hành. Mệnh kim của tuổi Canh Tuất tương khắc với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn, thiên can canh gặp giáp, tương xung, địa chi Tuất gặp Thìn, tương xung. Nhìn chung, năm 2024 này, vận trình tử vi tuổi Tuất 1970 nam mạng sẽ có nhiều cơ hội và cả thử thách ở độ tuổi này. Mệnh chủ tốt nhất nên duy trì những công việc ổn định, đúng sở thích, sở trường, không mưu cầu tham vọng nhiều thì được an yên, thảnh thơi. Xét tổng quan, năm Giáp Thìn đối với Canh Tuất nam mạng không có nhiều lo toan, áp lực nếu mệnh chủ làm việc cẩn trọng, hài lòng với hiện tại. Bên cạnh đó, quý ông Canh Tuất nên giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng thì sẽ thực hiện được các dự định ấp ủ. Năm 2024 này, sự nghiệp của nam mạng tuổi Canh Tuất đã đạt được thành tựu nhất định, không áp lực kinh tế nên mệnh chủ làm việc khá nhẹ nhàng, thoải mái, gặp vấn đề gì cũng có kinh nghiệm giải quyết. Nếu có ý định đầu tư trong năm nay, mệnh chủ cần có sự tính toán, suy xét, là người cần mẫn, chăm chỉ, nam Canh Tuất thường đảm trách xử lý những công việc quan trọng. Lời khuyên năm nay cho chủ mệnh là nên ưu tiên sức khỏe của mình, không nên làm việc lao lực, để
để giữ tâm tính bình hòa, giảm lo âu, từ đó sẽ điềm tĩnh để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Vào năm Giáp Thìn, tình hình tài chính của quý ông tuổi Canh Tuất vẫn giữ được sự ổn định, công việc chính của mệnh chủ vẫn đem lại những nguồn thu đều đặn. Là người chi tiêu tiết kiệm, lối sống giản dị, nên Canh Tuất nam mạng đã sớm lo liệu được quỹ tiết kiệm dự phòng tương lai cho mình. Năm nay quý ông sẽ có nhiều niềm vui từ việc con cháu báo hiếu, quan tâm, mệnh chủ chỉ cần giữ lối sống một mạc, chi tiêu hợp lý thì tiền tài không còn là mối bận tâm lo nghĩ, đời sống sẽ an lạc, thoải mái hơn và trở thành động lực cho con cháu noi gương. Nam mạng tuổi Canh Tuất 1970, sống tình cảm nhưng kín kẻ, ít khi bộc lộ ra bên ngoài, bởi vậy quý ông Canh Tuất trong gia đình là người ít nói, nghiêm khắc nhưng hành xử rất đúng đắn và mẫu mực. Năm 2024, gia đạo của nam Canh Tuất êm ấm, hòa hợp, hạn chế sự nóng giận, biết lắng nghe và động viên sẽ giải quyết được những xung đột, mâu thuẫn trong gia đình. Sự thấu hiểu, chia sẻ của nam mạng Canh Tuất với người bạn đời, con cháu sẽ giúp các thành viên đồng cảm, gắn kết với nhau hơn. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất với nam Canh Tuất vào thời điểm này, bởi vậy mệnh chủ nên thiết lập những thói quen tốt để chăm sóc sức khỏe, thường xuyên thăm khám bác sĩ để có những điều trị kịp thời. Sức khỏe tốt sẽ là nền tảng để mệnh chủ hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Năm 2024, Canh Tuất nam mạng nên cải thiện đời sống, tinh thần minh mẫn, tích cực, tâm tốt thì mọi hoàn cảnh đến với mình cũng sẽ tốt. Dù gặp chuyện không thuận lợi cũng bình tĩnh đối diện, hành xử bằng đạo đức thì mọi thứ sẽ êm đẹp. Đối với nữ mạng Canh Tuất, vận trình tử vi tuổi Tuất 1970 nữ mạng trong năm 2024 có thuận lợi và cũng có những thử thách. Nếu chủ mệnh là người dĩ hòa vi quý, hiền lành an phận, thì cuộc sống không nhiều biến động, sẽ được bình an. Năm này mệnh chủ cần có sự chuẩn bị tốt, vạch kế hoạch rõ ràng nếu muốn thực hiện dự định của mình. Xét tổng quan, năm Giáp Thìn đối với Canh Tuất nữ mạng 1970 sẽ ít đi gánh lo cuộc sống. Ở độ tuổi 55, mệnh chủ sẽ có thời gian nhiều hơn bên con cháu, chăm sóc sức khỏe bản thân, chia sẻ, thấu hiểu và bao dung cho gia đình, sẽ mang đến bình an hạnh phúc cho nữ chủ mệnh. Năm 2024 này, nữ mạng Canh Tuất 55 tuổi, đa số đã đến độ tuổi nghỉ hưu. Đây cũng là thời điểm quý bà nên hài lòng với các thành tựu đạt được cho đến hiện tại của mình. Mọi công việc sẽ bớt đi những áp lực, đi theo quỹ đạo mới, hướng về trong gia đình nhiều hơn. Là người cần mẫn, chăm chỉ, quý bà Canh Tuất thường duy trì công việc nhẹ nhàng, đúng sở trường, sở thích, để mỗi khi rảnh rỗi không bị nhàm chán. Tuy nhiên, năm nay mệnh chủ nên giảm khối lượng làm việc lại để tránh tinh thần lo âu, căng thẳng. Năm Giáp Thìn, tình hình tài chính của quý bà Canh Tuất khá ổn định. Quý bà vẫn có một số nguồn thu nhập đều đặn từ buôn bán kinh doanh hàng tháng, lương hưu. Với đức tính giản dị, cẩn thận nên mệnh chủ đã sớm có khoản tiền tiết kiệm dự phòng cho mình. Năm nay, bên cạnh việc tiết kiệm, mệnh chủ cũng nên đầu tư cho sức khỏe, trải nghiệm và hưởng thụ cuộc sống. Nữ mạng Canh Tuất 1970 nên thăm người thân, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch đây đó để có thêm nhiều niềm vui, cảm xúc tích cực. Tuổi Canh Tuất 1970 nữ mạng là người phụ nữ đảm đang, dành cả cuộc đời để vuôn vén và lo toan cho gia đình. Ở độ tuổi 55, mệnh chủ lúc nào cũng làm gương, mẫu mực, đối nhân xử thế đúng đắn, được mọi người yêu quý. Năm 2024, phương diện gia đạo của nữ Canh Tuất sẽ êm ấm, thuận hòa nếu mệnh chủ giữ tâm tính ôn hòa, hạn chế sự nóng giận. Nếu biết lắng nghe, hòa giải mâu thuẫn trong gia đạo thì sẽ gieo được mầm yêu thương, hạt gắn kết giúp gia đình luôn thịnh vượng. Sức khỏe là điều vô cùng quan trọng với nữ mạng tuổi Canh Tuất khi bước sang độ tuổi 55. Có sức khỏe thì sẽ có được tất cả, mệnh chủ vì thế nên hình thành những thói quen tốt, thực hiện lối sống lành mạnh, thường xuyên vận động, khám sức khỏe định kỳ hàng năm để chăm sóc cơ thể tốt nhất. Hơn nữa muốn cho thân không có bệnh thì tâm phải không có bệnh. Vì thế nữ tuổi Tuất 1970 nên dành những thời gian rảnh rỗi để thiền định, tu tập, rèn luyện sức khỏe từ trong ra ngoài, tâm trí an lành thì bệnh tật sẽ được đẩy lùi. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn cho người tuổi Canh Tuất 1970. 1. Chọn tuổi hợp với Canh Tuất 1970. Đối với nam mạng tuổi Canh Tuất, Canh Tuất tính tình thẳng thắn, trung thực, làm việc chăm chỉ, cần cù. Nếu muốn công việc làm ăn thuận lợi, phát triển hơn, nam mạng Canh Tuất nên hợp tác làm ăn với những người tuổi Kỷ Mùi, Bính Thìn, Canh Tuất. Lựa chọn vợ, chọn tuổi để kết duyên cũng là một yếu tố quan trọng quyết định đến sự hòa hợp trong mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một yếu tố ở khía cạnh nào đó,
Điều quan trọng để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc vẫn xuất phát từ thái độ khi yêu của bản thân mỗi người. Tuổi Canh Tuất sẽ có đời sống tình cảm phong phú, thuận lợi nếu như kết duyên với tuổi Bính Thìn, Đinh Mùi, Canh Tuất, Kỷ Mùi. Kết duyên với tuổi Ất Mão, Kỷ Dậu, Ất Tỵ, Tân Dậu, nam mạng tuổi Canh Tuất sẽ có cuộc sống an nhàn, ổn định, hòa thuận. Tuổi Canh Tuất kết duyên với tuổi Tân Hợi, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Nhâm Tý sẽ không mấy hòa hợp, cần phải biết cách dĩ hòa vi quý, nhường nhịn mới có cuộc sống hôn nhân lâu dài, hạnh phúc. Trong cuộc đời, ở độ tuổi 20, 26, 32, 38, 44 và 50, nam mạng Canh Tuất thường kém may mắn, bởi vậy không nên tiến hành những chuyện quan trọng như ăn hỏi, cưới xin ở các năm này. Những người xin vào tháng 1, 2, 6, 9, 12 âm lịch, khéo léo, giỏi giao tiếp, được mọi người yêu quý và có số đào hoa. Tuổi Đại Kỵ. Trong cuộc đời, lựa chọn tuổi kết hôn, tuổi làm ăn là rất quan trọng, điều đó có thể ảnh hưởng gián tiếp đến tài lộc, con đường thành công và cuộc sống sau này của mỗi người. Những người tuổi Canh Tuất nên tránh những tuổi Giáp Tý, Ất Sửu, Canh Ngọ, Bính Tý, Đinh Sửu, Mậu Ngọ, bởi đây là những tuổi xung khắc, nếu kết hợp sẽ gây đến tai họa cho cả hai bên. Tuổi hợp làm ăn đối với nữ mạng Canh Tuất. Lựa chọn những người hợp tuổi để cộng tác làm ăn, không những sẽ làm công việc, sự nghiệp phát triển nhanh chóng, thuận lợi, suôn sẻ, luôn gặp may mắn, mà nó còn giúp ích rất nhiều trong việc tăng cường những mối quan hệ tốt đẹp. Dưới đây là những con giáp sẽ giúp ích rất nhiều trong việc thu hút nguồn tài chính, nếu như Canh Tuất hợp tác làm ăn với họ, đó là Canh Tuất, Bính Thìn và Kỷ Mùi. Lựa chọn chồng. Theo tử vi, thì nữ mạng tuổi Canh Tuất nên lựa chọn kết hôn với những tuổi Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi và Đinh Mùi. Đây là những tuổi sẽ đem đến cho nữ Canh Tuất một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc, an nhàn và sung sướng. Hầu như Canh Tuất sẽ không phải lo lắng nhiều về vấn đề trong cuộc sống. Công việc làm ăn lẫn hôn nhân tương đối mỹ mãn. Những con giáp trên cũng đem đến vận may về tiền bạc lẫn tài lộc đến với nữ tuổi Canh Tuất. Nên duyên với hai tuổi Canh Tuất và Bính Thìn thì cuộc sống sau hôn nhân rất thuận lợi, địa vị trong xã hội được nâng cao. Kết duyên với hai tuổi Kỷ Mùi và Đinh Mùi thì cuộc sống trọn vẹn, nhiều niềm vui, con cháu hiếu thảo, hạnh phúc an nhàn. Nếu kết hôn với các tuổi Ất Mão, Kỷ Dậu thì cuộc sống của Canh Tuất cũng chỉ ở mức độ trung bình, kể cả về mặt tài chính, công danh, sự nghiệp hay hạnh phúc gia đình, mặc dù trong cuộc sống cũng vui vẻ, thuận hòa nhưng lại không có vận may về sự nghiệp. Nữ mạng tuổi Canh Tuất không nên kết hôn với các tuổi sau đây: Tân Hợi, Nhâm Tý, Đinh Tỵ và Mậu Ngọ. Phụ nữ tuổi Canh Tuất cần nên chú ý không kết hôn vào các năm có số tuổi sau: 16, 22, 26, 28, 36, 38 và 40 tuổi, bởi vì đây là những năm xung khắc với bản mệnh của bạn. Nữ tuổi Canh Tuất sinh vào các tháng 10, 11 và 12 âm lịch thì nhân duyên trắc trở, hay gặp nhiều vấn đề về tình cảm. Tuổi Đại Kỵ cần cẩn trọng khi chọn kết hôn hay hợp tác làm ăn với các tuổi Quý Sửu, Giáp Dần, Canh Thân, Ất Sửu, Bính Dần, Mậu Thân và Nhâm Dần, bởi vì nếu kết hợp với các tuổi trên thì làm việc gì cũng khó khăn, gặp nhiều cản trở. 2. Màu sắc hợp mệnh với Canh Tuất 1970. Ý nghĩa các màu hợp với tuổi Canh Tuất. Màu vàng, đó là màu sáng nhất mà mắt người có thể nhìn thấy. Màu vàng có ý nghĩa đại diện cho tuổi trẻ, niềm vui, ánh nắng mặt trời và những cảm giác hạnh phúc khác. Màu vàng thường được liên tưởng tới ánh sáng, nên nó cũng là màu của trí tuệ, sự thông thái, anh minh. Màu vàng thường mặc mang lại cảm giác ấm áp, làm con người thấy thoải mái, hoạt động dưới nắng vàng làm tăng sự linh hoạt trí óc. Màu vàng có liên quan đến việc học, đó là một màu sắc cộng hưởng với bên trái hoặc logic của não, nơi nó kích thích tâm lý và nhận thức của chúng ta. Màu vàng tạo cảm hứng cho suy nghĩ, sự tò mò và nó sáng tạo từ quan điểm tinh thần, màu sắc mang đến những ý tưởng mới. Ở phương Đông, màu vàng là biểu tượng của hoàng gia, quý tộc, mang ý nghĩa danh dự và lòng trung thành. Màu nâu là màu của sự bền vững và chắc chắn, ổn định, cấu trúc và hỗ trợ, đồng thời nó cũng là màu sắc tượng trưng cho sự nam tính. Đó là một màu sắc toát lên sự thoải mái về thể chất, sự đơn giản và chất lượng. Từ góc độ tiêu cực, màu nâu cũng có thể trong những trường hợp nhất định mang lại ấn tượng về sự keo kiệt. Màu trắng được coi là đại diện cho sự hoàn hảo, vì nó là màu sắc tinh khiết và hoàn thiện nhất. Đó là màu đại diện cho sự tươi sáng và xóa bỏ mọi dấu vết của hành động trong quá khứ. Thế giới này có màu trắng tinh khiết nhất, cuối cùng sẽ được sơn bởi màu sắc được cung cấp bởi kinh nghiệm và lựa chọn cuộc sống của mình, màu của sự tăng cường các quá trình phản chiếu, sáng tạo và thức tỉnh. 3. Phật độ mệnh của Canh Tuất 1970.
Canh Tuất có thể đeo mặt Phật bản mệnh hoặc vòng tay trầm hương để cầu bình an, sức khỏe, may mắn trong năm Giáp Thìn 2024. Tuổi Canh Tuất 1970 được Phật A Di Đà hộ mệnh. Khi đeo mặt Phật A Di Đà bên mình, tuổi Canh Tuất nữ mạng sẽ nhận được sự che chở, dẫn đường chỉ lối của Đức Phật. Mệnh chủ 1970 thuộc hành Kim, vì thế nên ưu tiên chọn mặt Phật từ đá mã não trắng tương hợp hoặc mặt Phật từ đá mắt hổ vàng nâu tương sinh sẽ rất tốt cho bản mệnh. Quý vị thân mến, tuổi Canh Tuất 1970 đứng bên kia sườn dốc cuộc đời, nhất định có ba đại kỵ nên đề phòng để vận trình còn lại bình an và hạnh phúc. Về già muốn tận hưởng cuộc sống, có bốn chuyện không nên để trong lòng, hãy cứ buông bỏ, đừng tin đông con thì nhiều phúc, con cái chính là hạnh phúc, niềm tự hào của cha mẹ. Khi con còn nhỏ chúng ta đều đặt nhiều kỳ vọng vào con, nhưng khi chúng lớn, lên mình cũng già đi thì chỉ mong con có thể hạnh phúc, bản thân đã vui vẻ lắm rồi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, chúng ta không thể đảm bảo rằng con sẽ ở bên ta đến hết đời, cũng đừng bao giờ nghĩ rằng nhà đông con sẽ nhiều phúc. Gia đình chính là một cuộc sống thu nhỏ, chúng ta không thể đảm bảo rằng con sẽ ở bên ta đến hết đời, cũng đừng bao giờ nghĩ nhà đông con sẽ nhiều phúc. Đừng quá đặt nặng nhà cao cửa rộng để dưỡng lão, nhà là chốn về, là sự an tâm của một người. Thời trẻ, nhiều người cố gắng mua nhà, mua xe với mục đích để bản thân an tâm làm việc, nhưng có nhiều người lấy việc nhà cao cửa rộng để làm mục tiêu sống một cách cực đoan. Đôi khi việc hạ thấp tiêu chuẩn mới chính là cách sống thông minh. Đến một độ tuổi nhất định nào đó, bạn sẽ phát hiện sau khi nghỉ hưu thì có một nơi để chui ra chui vào đã là hạnh phúc, đừng theo đuổi trường thọ mỹ mãn. Có nhiều người dần mất đi sức khỏe, hạnh phúc từ đó cũng tiêu tan, nhất là với những người già nhiều bệnh tật, sống nhiều cũng khiến họ mệt mỏi. Người già nhiều bệnh nằm trên giường mà lại không có con cái phụng dưỡng thì càng bất hạnh hơn. Chỉ cần mỗi ngày trôi qua với sự hài lòng, tin rằng chẳng ai còn quan tâm đến việc bản thân có thể sống được bao lâu. Trường thọ là điều ai cũng muốn, nhưng hãy đối diện với chuyện sinh, lão, bệnh, tử, đừng tự giày vò bản thân mình. Đừng dễ dàng lựa chọn về quê dưỡng già, lá rụng về cội, hẳn là người già nào cũng hiểu suy nghĩ này, nhất là những người sinh ra ở vùng nông thôn. Cảm thấy tuổi thơ của mình quá bình dị, yêu thương, về quê sống hòa mình với mây, có gì ăn nấy là quá đủ với tuổi già sức yếu. Thế nhưng, nhiều người xa xứ nhiều năm sẽ gặp đủ loại bất tiện khi bất ngờ về quê sau chừng ấy thời gian, giao thông bất tiện, điều kiện sống hạ thấp, nhà cũ cần phải sửa chữa, nhà mới cần tốn tiền xây, đủ loại phiền toái đang chờ trực phía trước. Vâng, trên đây là những chia sẻ hết sức tâm huyết của Minh Đường Tử Vi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào từ ban biên tập chương trình nhé. Minh Đường Tử Vi xin chào và hẹn gặp lại.